Xin chào các bác. Đây là chiếc trực thăng tác chiến Mi-28 thợ săn đêm của Nga. Chiếc Mi-28 có hai phi công được bố trí ngồi theo kiểu trước sau giống như trực thăng Apache của Mỹ. Chiếc mũi của trực thăng Mi-28 trông khá giống mõm chuột, nên nó còn được các phi công Nga gọi với biệt danh chuột Mickey. Khẩu pháo 30 ly dưới mũi trực thăng Mi-28 trông khá cồng kềnh, nhưng nó chỉ chứa được 250 viên đạn, trong khi pháo 30 ly của trực thăng Apache chứa tới 1.200 viên đạn. Vũ khí chính của trực thăng Mi-28 là 16 tên lửa chống tăng Atakavi. Ngoài ra còn có thể mang theo rocket S-8 hoặc S-13. Ở đầu mút giá treo vũ khí của trực thăng Mi-28 là hệ thống mồi bẫy nhiệt. Điểm đặc biệt của trực thăng Mi-28 là mặc dù là trực thăng tác chiến đơn thuần nhưng nó vẫn có thể chở được người. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá khoang chở người của trực thăng Mi-28 nhé. Đây chính là khoang có thể chở người của trực thăng Mi-28. Nó rất chật hẹp, người vào trong chỉ có thể ngồi bó gối. Với kích thước này, nó chỉ chứa được 2 người và tối đa là 3 người. Người ngồi trong khoang này sẽ có cảm giác tù túng chật hẹp vì không thể quan sát được bên ngoài, cộng với sức nóng từ động cơ tỏa xuống. Đúng như bình luận của bạn Skrill, không khác quan tài là mấy. Thật ra khoang đó để chứa một số thành phần máy móc của động cơ, có khoảng trống để các kỹ sư vào để bảo dưỡng. Trong trường hợp bất đắc dĩ, nó có thể dùng để cứu các phi công nhảy dù trên đất địch. Kiểu thiết kế này cũng khiến trực thăng Mi-28 cồng kềnh hơn so với đối thủ Apache. Nó có trọng lượng đầy tải khoảng 11 tấn, nặng hơn 20% so với trực thăng Apache. Mình sẽ vào xem khoang phi công chính của trực thăng Mi-28. Đây là phiên bản Mi-28N, là phiên bản hiện đại nhất của dòng trực thăng Mi-28. Nó đã được trang bị buồng lái kiểu phương Tây với các màn hình đa chức năng thay cho hàng loạt đồng hồ và công tắc như các trực thăng Nga khác. Ở phía trước mặt có một trực thăng Apache. Mình sẽ xuống xem trực thăng Apache có thể cứu các phi công bị bắn rơi như trực thăng Mi-28 không nhé. Ngoài hai vị trí phi công, trực thăng Apache không có khoang nào có thể chở người được cả. Quân Mỹ ít khi hoạt động đơn lẻ, đi đâu cũng phải kéo 500 anh em đi cùng. Khi có một máy bay bị bắn rơi, sẽ có cả một đội cứu hộ xông vào để tìm cứu phi công. Tuy nhiên, trong trường hợp hết sức bất đắc dĩ, trực thăng Apache vẫn có thể cứu được phi công. Phi công bị bắn rơi sẽ ngồi ở trên bệ, bên cạnh buồng lái. Tất nhiên là sẽ phải thắt dây an toàn. Điều này chỉ làm được khi phi công bị bắn rơi không bị thương nặng. Sau khi cứu được các phi công, trực thăng Apache sẽ bốc lên độ cao ngoài tầm bắn của các loại súng bộ binh thông thường, nhanh chóng bay về căn cứ an toàn. Bây giờ mình sẽ vào vị trí xạ thủ của trực thăng Mi-28. Vị trí xạ thủ của trực thăng Mi-28 không thể điều khiển trực thăng như ở trực thăng Apache. Nếu phi công chính bị tử vong thì xạ thủ cũng tạch theo. Xạ thủ sẽ được giao điều khiển khẩu pháo 30 ly và các tên lửa Atakavi. Kia là phi công của mình, đồng chí Ivan Kutonyevich. Ivan, vào trực thăng mau, đứng ngáo ngờ đấy làm gì? Боевой вертолет на место пилота. Понял. Второй, готов. 0-7-0-0-7-0. Понял. Bây giờ mình sẽ cho trực thăng cất cánh để tuần tra bảo vệ căn cứ. Buồng lái của trực thăng Mi-28 chật hẹp hơn
và có tầm quan sát kém hơn trực thăng đối thủ Apache. Các bánh đáp của trực thăng Mi-28 không thể thu gọn vào giống như người tiền nhiệm Mi-24. Trực thăng Mi-28 có bán kính tác chiến chỉ bằng 1/2 so với trực thăng Apache. Tuy nhiên, nó có khả năng hoạt động hiệu quả trong các vùng khí hậu khắc nghiệt và các vùng núi cao. Ivan đã phát hiện được một số mục tiêu di động. Mình sẽ quan sát trên kính ngắm ảnh nhiệt. Đó là một đoàn xe thiết giáp của địch. Đoàn xe của địch đang trên đường hành tiến, có lẽ chuẩn bị để tập kích sân bay. Đã nhận được lệnh tiêu diệt mục tiêu. Mình sẽ tấn công đoàn xe bằng tên lửa Atakavi. Phóng tên lửa. Đã trúng mục tiêu. Đó là tổ hợp pháo phản lực BM-21. Tấn công tiếp vào chiếc xe tăng đi sau. Đoàn xe của địch đang rối loạn. Tên lửa Atakavi có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách 8 km, đủ xa để kẻ địch không biết thứ gì đã tấn công mình. Tuy nhiên, trực thăng phải bay ổn định và xạ thủ phải giữ đường ngắm đến mục tiêu trong suốt quá trình tên lửa bay đến mục tiêu. Điều này rất nguy hiểm nếu địch có một hệ thống phòng không mạnh. Có vẻ các mục tiêu đã cơ bản bị tiêu diệt. Ivan sẽ cho máy bay bay gần lại để quan sát. Còn một xe tải địch đang bỏ chạy. Hãy đầu chiều thoát. Dùng pháo 30 ly để tấn công các mục tiêu mềm. Các mục tiêu đã bị tiêu diệt hết. Bây giờ mình sẽ cho máy bay bay về căn cứ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.